Mổ tim, nhất là mổ tim cho trẻ nhỏ là một trong những kỹ thuật ngoại khoa phức tạp nhất. Và trước đây thì phẫu thuật tim cho trẻ chỉ được thực hiện ở các bệnh viện lớn tuyến trung ương và của Hà Nội. Thế nhưng giờ đây thì một bệnh viện tuyến tỉnh đã thực hiện kỹ thuật này một cách thường quy, đó chính là Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang. Cũng vào nhờ vậy mà đã có hàng trăm trẻ em mắc tim bẩm sinh được tái sinh với chi phí tiết kiệm ngay tại địa phương. Đây là lần thứ hai đôi vợ chồng trẻ này phải ngồi đếm nhịp thời gian nặng nề trôi ở sân bệnh viện. Chồng làm thợ xây, vợ làm nương rẫy. Cuộc sống sẽ bớt cơ cực hơn rất nhiều nếu hai đứa con không mắc tim bẩm sinh. Tròn một năm trước, cậu con trai nhỏ được phẫu thuật tim cũng tại bệnh viện này. Và năm nay họ có mặt ở đây, vẫn lo lắng, hồi hộp. Nhưng tinh thần đã phần nào được trấn tĩnh. Cháu nhỏ được trước mổ thì nó cũng sức khỏe về bây giờ nó cũng khỏe mạnh, nó cũng tốt. Cháu bây giờ cũng phát triển tốt, cũng chả làm sao cả. Thôi thì bây giờ thì em cũng mong đứa chị nó cũng như thế này. Trong phòng phẫu thuật, cô con gái 4 tuổi của họ đang được các bác sĩ sửa lại những dị tật bẩm sinh. Trái tim bé bỏng ngay từ khi sinh ra đã mắc bệnh thông liên thất, một bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp và nguy hiểm, có thể khiến cháu bé bị suy tim và chậm phát triển. Cái dị tật của tim khi mà mổ ra ấy, thì nó có một cái lỗ thông giữa tâm thất bên phải và thông và tâm thất bên trái thông nhau, và máu giữa hai tâm thất ấy nó sẽ lưu thông qua từ bên trái sang bên phải. Thế nên gọi là sân, một cái sân. Gây nên một cái hậu quả, cái thứ nhất là nếu như mà không phẫu thuật thì trẻ có thể dẫn đến suy tim, tăng áp phổi, suy tim và chậm phát triển. Nếu mà mổ muộn hơn thì cái nguy cơ suy tim nó càng cao lên. Ca mổ tim hôm nay là ca thứ 152 được thực hiện tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang. 2 năm nay, bệnh viện này đã làm chủ được kỹ thuật mổ tim hở cho trẻ nhỏ. Đây cũng là bệnh viện đầu tiên mổ tim thường quy cho bệnh nhi. Từ đầu năm 2017 đến nay thì hoàn toàn các ca tim mổ tim hở tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang là do các bác sĩ phẫu thuật cũng như là gây mê hồi sức và chạy máy tim phổi máy thì đều là do bác sĩ của Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang đảm nhiệm. Khi mà triển khai mổ tim rồi thì các kỹ thuật khác nó đơn giản hơn rất nhiều. Bởi vì kỹ thuật mổ tim là một trong những kỹ thuật đã là rất là khó rồi mà còn làm được những kỹ thuật khác chúng tôi làm đơn giản hơn. Tỉnh Bắc Giang có khoảng 1,6 triệu dân, mỗi năm có khoảng 300 trẻ sinh ra mắc tim bẩm sinh. Khi bệnh viện tỉnh triển khai được kỹ thuật ngoại khoa phức tạp này, hàng trăm trẻ có thể được sửa dị tật tim ngay tại địa phương với chi phí tiết kiệm. Thay vì phải chi trả 80 triệu đồng cho ca mổ tim, gia đình anh Tòng chỉ phải nộp viện phí khoảng 20 triệu đồng nhờ có bảo hiểm y tế và nhờ không mất công đi lại thuê trọ. Nên là đi lại nó cũng khó khăn, mà ngoài kia thì ra đấy thì tiền trọ các thứ là nó tốn kém hơn, nên gia đình là quyết định mổ ở Bắc Giang này. Sau 4 giờ đồng hồ, những dị tật trong trái tim cháu bé đã được sửa chữa. Và sau vài ngày hồi sức, trái tim này sẽ đập những nhịp khỏe mạnh.